Hi, xin kính chào tất cả quý anh chị ga. Và bên cạnh Văn Hội đó chính là chiếc Toyota Rut phiên bản mới nhất năm 2021. Trong clip mới nhất ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành ra khoảng 10 đến 15 phút để Văn Hội sẽ hướng dẫn sử dụng chi tiết nhất cho những anh chị mà lần đầu sở hữu chiếc xe Toyota Rut, cũng như những anh chị đã và đang sở hữu xe rồi. Vậy là một số tính năng mà có thể ẩn chưa biết hoặc cách sử dụng cho người mới là như thế nào. Chúng ta sẽ cùng theo chân Văn Hội ngay bây giờ. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong nội thất cơ bản chi tiết nhất của chiếc xe Toyota Rut phiên bản 7 chỗ ngồi, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Và chúng ta sẽ cùng là cách sử dụng xe là như thế nào. Đầu tiên khi mà mở cửa ra thì đầu tiên đó chính là phần phía tappi cửa. Vậy là chúng ta sẽ có những tính năng gì nào? Đây, chi tiết đầu tiên đó chính là cái lẫy để mở cửa. Chi tiết thứ hai tuy nhỏ nhưng rất giá trị. Một cái lẫy này của tổng quan của người lái chốt sẽ khóa toàn bộ các cửa còn lại. Rồi, chúng ta có gì nữa nào? Cái công tắc này để làm gì? Biểu tượng đây là khóa kính. Khi mà bấm xuống thế này thì các kính còn lại sẽ điều khiển là không được. Chỉ duy nhất là kính của người lái thôi, đúng không? Rồi, nút này là để gập gương. Còn gạt sang bên này, chỉnh mặt gương điện 4 hướng. 4 hướng luôn anh chị nhá. Cũng như bên phải đây cũng 4 hướng. Và cái nút chữ A này này, khi mà chúng ta bấm một chạm vào, nó sẽ là kính lái sẽ tự động lên xuống một chạm auto. Di chuyển tiếp vào bên trong để cái cách dùng là như thế nào. Rất nhiều anh chị có hỏi rằng là nút cân bằng điện tử đâu. Đây, biểu tượng hình trơn trượt của xe ô tô kết hợp với một cái chữ ợp ở đây. Thì đây đó chính là cái biểu tượng hình trơn trượt. Muốn dùng cái tính năng bình thường thì xe nó sẽ ở chế độ là khi bật chìa khóa lên ấy là on. Còn chúng ta muốn tắt thì chúng ta sẽ giữ 3 giây vào đây. Nếu mà chúng ta bấm một lần thì sẽ điều gì xảy ra? Chúng ta nếu bấm một lần thì anh máy quay sẽ quay dần vào trong này. Đây, anh chị có thể nhìn thấy. Nếu mà chúng ta bấm một lần nhá, nó sẽ lên cái chữ TRC off, có nghĩa là kiểm soát lực kéo. Đúng không? Còn chúng ta nếu mà giữ 3 đến 5 giây. Chúng ta mà giữ 5 giây thì nó sẽ cả kiểm soát lực kéo sẽ tắt, và đặc biệt nhất là cân bằng điện tử đấy ạ. Anh chị nhìn thấy không? Rồi, cái chi tiết tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây nó chính là cái phần để làm gì. Chúng ta sẽ kéo lên như thế này, sẽ nâng ghế cao lên, hạ thấp như thế này. Ghế sẽ được hạ thấp giống tùy theo cái chiều cao của từng người ngồi. Phần này sẽ là ngả lưng, gần như anh chị nào cũng biết rồi. Cũng như việc là tiến ghế về phía trước. Đó, phần chỉnh ghế. Rồi, đây là phần chỉnh vô lăng. Vô lăng của Toyota chúng ta sẽ cho lên xuống như thế này, tùy theo cái góc nhìn của từng anh chị sử dụng xe. Xong chúng ta sẽ khóa lại. Và bây giờ anh máy quay sẽ ngồi bên trong xe. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện chi tiết nhất của chiếc xe Toyota Rut model mới nhất 2021. Rồi, vừa ở phía bên trái thì Văn Hội đã hướng dẫn rồi. Rồi, phần vô lăng cũng đã hướng dẫn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần đầu tiên là phần bảng này đi. Chúng ta sẽ có gì ở phần này nào? Đầu tiên nhá, chúng ta bên trái nó sẽ biểu tượng của đồng hồ của vòng tua động cơ. Muốn để mà sáng được cái bảng đồng hồ này lên ấy, thì anh chị nhìn thấy ở đây có công tắc này. Nếu công tắc auto này thì đèn sẽ tự vào trời tối mới sáng. Chúng ta bật một nấc lăng téc lên như thế này, đúng không ạ? Hoặc bật một nấc nữa thì sáng cả đèn thì không nói rồi, đúng không? Còn muốn nháy pha thì móc lên. Còn dương pha chúng ta đẩn xuống này. Chúng ta đẩn xuống, xin nhan thì các bên đây rồi, đúng không? Móc lên nháy pha, đẩn xuống giữ pha. Còn để auto này thì đúng không, phải vào trời tối, đúng không? Ok. Chúng ta có gì? Đồng hồ vòng tua động cơ ở bên trái, ở giữa sẽ là một màn hình IMID. Ví dụ như ở đây chúng ta đang để số tự động ở số P. Có cái chữ P đấy, đúng không? Trên cùng chúng ta có thời gian này. Ở dưới là các đèn báo này, bên phải là đồng hồ vận tốc. Ba cái nút này để làm gì? Nút này để chỉnh giờ. Chúng ta sẽ bấm vào đây để chỉnh được. Ví dụ bây giờ là 3 giờ chiều, 4 giờ chiều chẳng hạn, thì chúng bấm vào đây. Đây chỉnh phút, đúng không? Chỉnh phút. Đây là hiển thị audio này. Cũng như chip A, chip B. Nhiệt độ này là nhiệt độ ở đâu? Nhiệt độ này là nhiệt độ ngoài môi trường nhá. Km AVG, lượng tiêu hao nhiên liệu. Ranger, lượng xăng trong bình còn đi được. Văn Hội thì rất thích để cái này, lượng xăng trong bình còn đi được. Còn anh chị có một cái vạch này, vạch eco này để khi chúng ta nổ máy nhá. Vạch nhiên liệu đây, E này, E R full này.
Rồi, bắc đèn cảnh báo, đèn đỏ này nữa này, vô lăng trợ lực là chúng ta phải nổ máy lên, cũng như là tất cả các đèn khi nổ máy là phải tắt. Rồi, bên phải chúng ta có điều chỉnh của gạt mưa. Gạt mưa thì nó sẽ báo là như thế nào? Gạt mưa thì chúng ta có hai phần, một là chúng ta gạt đẩn ở đường trước như thế này, thì gạt mưa trước. Còn đường sau thì chúng ta có cái thêm công tắc vặn này này. Chúng ta có công tắc vặn này nữa, nếu mà tắt đi phải ở đây, tắt đường trước ở đây, tắt đường sau ở đây. Còn bơm nước thì móc lên, đường sau thì vặn lên trên. Đường sau vặn lên trên này giữ tiến lên trên là nó sẽ phun nước ra. Rồi, chúng ta có nút gì ở trên vô lăng này nữa? Bên phải chúng ta nút thoại rảnh tay. Ở nút này khi bấm vào nó sẽ thay đổi ở trên cái giao diện của cái màn hình kìa để kết nối và trả lời đấy. Còn ở phía bên phải chúng ta có giảm âm lượng, tăng âm lượng. Đây nó biểu tượng chạy luôn kìa, anh chị nhìn thấy nó tiện lắm, nhìn nó trực quan lắm. Đó, đây là mode AM, FM, Bluetooth đúng không? Chúng ta mở nhỏ như thế này. Còn đây là chuyển kênh. Vị kênh 90, 91, 89 MHz các thứ đấy ạ. Chúng ta chỉnh làm sao cho nó đúng cái tần số của chúng ta để chúng ta sử dụng. Còn đây, nó chính là biểu tượng SRS Airbag, túi khí phía trước cho người lái. Rồi, xe này sẽ có mấy túi khí nào? Xe này có 6 túi khí nhá. Vậy là gồm có túi khí người lái, túi khí ở người bên phụ. Anh chị nhớ là không được đặt những cái như cái lọ nước hoa thứ vào đây đấy, đúng không? Rồi, và túi khí rèm nữa này, túi khí rèm thì chạy từ trước ra sau, đó rất hay luôn cả hai bên nhá, anh chị có thể nhìn thấy được này. Rồi, và túi khí bên hông đây nữa này, anh chị nào mà nhìn kỹ khi mở cái này lên thì sẽ thấy được. Đây Văn Hội sẽ quay bên này để anh chị có thể nhìn thấy. Đây túi khí bên, túi khí bên nhá, túi khí bên ghế này. Sau túi khí mà nó sẽ báo ở chữ nào, nó có chữ airbag đây. Đấy, nó sẽ chạy ở bên rè. Còn chúng ta có gì nữa ở phần sử dụng này? Đây. Từ phía trên thì chúng ta có một cái công tắc của đèn cảnh báo đi thẳng nguy hiểm. Đúng không? Chỉnh hướng gió theo ý muốn này. Đó, rồi. Đến cái quan trọng nhất đây rồi, màn hình. Toyota Rush thế hệ mới đã được thay bằng màn hình chính hãng của Toyota và chia sẻ là có những cái tính năng như là kết nối CarPlay và Android Auto cũng như là hiển thị thêm các ứng dụng và điều khiển thiết bị bằng giọng nói luôn. Thiết bị bằng giọng nói đây, giữ vào đây, đúng không? Rất tiện luôn. Thì chúng ta cắm cái thiết bị vào, say a command. Đó, sẽ sử dụng bằng tiếng Anh nhá. Đó, rất hay luôn để tìm, kết nối ứng dụng của CarPlay và Android Auto rất đầy đủ. Rồi khi mà cắm cái dây cáp iPhone vào đây thì là chúng ta sẽ cắm như thế này nha anh chị nhá. Cắm vào đây, chúng ta cắm vào. Nó sẽ nổi hiển thị lên một cái hỏi là chọn ứng dụng để kết nối. Thì chúng ta sẽ chọn là kết nối qua Apple CarPlay. Nó rất tiện thôi, ở trên điện thoại chúng ta chọn cho phép. Đó. Vậy thì ở khi mà cái kết nối CarPlay trên chiếc xe Toyota Rush như thế này rồi, nó rất là tiện. Chúng ta tìm đường, ví dụ đây nhá, Thanh Trì, Hà Nội. Rất tiện anh chị ạ. Chúng ta sẽ bấm vào bắt đầu này, là sẽ hướng dẫn để đi luôn. Còn nếu ở cái bảng tổng sắp là như thế này thì chúng ta sẽ thấy được cái giao diện rất là trực quan, đúng không ạ? Rất tiện, từ cả nghe nhạc qua Spotify, gọi điện, support đầy đủ luôn, rất tiện lợi luôn, đúng không? Rất những cái nhạc mà chúng ta đã nghe thường xuyên rồi đấy ạ. Còn bình thường biểu tượng nó sẽ show lên như thế này. Còn các ứng dụng ở đây thì chúng ta có thể cài đặt thêm. Đặc biệt nhất là Văn Hội thích nhất cái Apple CarPlay này, rất là trực quan và kết nối. Đặc biệt nhất, thích nhất lại là dẫn đường. Đó chính là cái kết nối rất hay trên chiếc Apple CarPlay Android Auto. Điện thoại Android Auto nhá, cũng sẽ được kết nối luôn cho chiếc Toyota Rush như thế này. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang phần chi tiết tiếp theo. Chúng ta sẽ có một điều hòa tự động, chỉ cần bấm vào chữ tự động này thôi. Đó, tắt bỏ ở đây. Đây là điều hòa này, đúng không? Đây là hướng gió, mốt mà. Tự động thì nó sẽ tự chạy mà. Front, xây kính trước. Rear, xây kính sau.
Đây là các đèn phụ trợ báo việc là chúng ta chưa đeo dây an toàn. Chìa khóa thông minh sử dụng như thế nào? Đây là chìa khóa thông minh của xe nhá. Đúng không? Có nút mở cửa và khóa cửa. Chỉ cần để trên xe này thôi. Khi vào xe không muốn nổ máy thì chúng ta bấm một lần. Thì lúc này cái màn hình giải trí của chúng ta là sẽ sử dụng được. Còn nếu bấm hai lần không đạp phanh thì nó sẽ hiển thị đa thông tin lên. Còn muốn nổ máy chỉ cần đạp phanh, bấm vào nút này. Hoặc là lên xe bấm một cái nổ ngay. Hộp số thì dùng như nào? Hộp số đây có cái biểu tượng lạ là ship này. Có thể nhiều anh chị không biết. Nếu mà ấn ship này thì không cần phải đạp phanh đâu. Không cần đạp phanh. Rất tiện. Còn bình thường thì chúng ta đạp phanh này. Chúng ta đạp phanh. Đó. Còn bình thường chúng ta không đạp phanh thì không thể nào mà lên được. Thì chúng ta trong nó thiết kế cái này để làm gì? Trong cái trường hợp mà chúng ta bị hết ắc quy ấy. Vì bấm vào đây là chúng ta đạp phanh là công tắc điện ở trong tác động rồi. Còn không có thì chúng ta giữ vào đây. Lùi thì chúng ta có cảm biến lùi và camera lùi được trang bị theo xe. Số mo để làm gì? Số mo để chúng ta dừng đỗ tạm thời. Đèn đỏ. Ở số D là giải đi bình thường rồi. D3 vượt xe khác. Nhiều khi tăng tốc vượt xe khác chúng ta gẩy sang số D3 như thế này. Lên những cái con dốc thoai thoải chúng ta D2. Hoặc chúng ta vào những con dốc dựng đứng chúng ta xuống low. Dạng số thấp đấy ạ. Mà Toyota những cái dạng số zích zắc này rất thích luôn. Cổng 12V 120W này làm gì? Chúng ta cắm những cái tẩu để dùng cam hành trình hoặc là sạc điện thoại. Đúng không? Chính cái cổng USB này mà chúng ta không kết nối CarPlay này cũng là sạc điện thoại luôn này. Hoặc cắm vào cũng sẽ sạc điện thoại luôn. Phanh tay thì sao? Phanh tay chúng ta muốn sử dụng. Chúng ta bóp vào cái lẫy này. Chúng ta kéo đếm khoảng 4 5 cái kêu cạch cạch là được. Đừng nhờ anh chị kéo quá, kéo kéo hết cỡ lên như thế này. Thì lúc cái hạ xuống nó rất là khó. Thì lúc hạ xuống chúng ta lại kéo lên xong rồi bóp vào lẫy này để hạ xuống. Đó. Đó chính là cái phần rất đơn giản, có một cái nhỏ thôi nhá. Gương này là gương điện tự động chống chói này. Cái gương cơ này rất hay nhá, nó sẽ có chế độ ban ngày ban đêm. Đó, gạt đi để xuống ban ngày ban đêm. Chúng ta có cái để kính râm. Rất tiện luôn nhá, nhiều cái xe này không trang bị đâu. Đèn trần thì bấm vào đây. Hoặc là mình sẽ cài theo cái chế độ là mở cửa. Ví dụ như mở cửa như thế này. Nó sẽ sáng, đóng cửa sẽ tắt đúng không? Hoặc là tắt hẳn. Bấm vào đây. Rất tiện luôn. Đó chính là những cái hướng dẫn rất là đơn giản, cơ bản nhất trên chiếc xe Toyota Rush model mới nhất năm 2021. Còn điều gì mà anh chị chưa rõ, chưa hiểu, đặc biệt nhất là phần kết nối CarPlay và sử dụng xem các ứng dụng như thế nào, anh chị hãy liên hệ ngay số hotline phía bên dưới. Còn bây giờ thì Văn Hội có một cái chia sẻ nhỏ là anh chị nếu mà bảo dưỡng xe thì nhớ là chạy ở 5.000 km hoặc 6 tháng thì chúng ta sẽ nên thay dầu. Hoặc là hàng ngày trước khi lên xe thì chúng ta sẽ kiểm tra xung quanh xe để biết được là xe có lốp nào non hơi hay không, có con chó con gà nào đang ngồi hoặc trẻ con nó ngồi chơi trước đằng sau hay không, để chúng ta lên xe là lái xe an toàn nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang ngay cái phần là cái lốp sơ cua thì lấy là như thế nào. Xin mời anh chị. Nếu mà muốn lấy kích của chiếc Toyota Rush nhé, anh chị sẽ tiến hết cái ghế lái lên để chúng ta thò tay vào trong này để lấy cái kích xuống. Lấy cái kích ra. Đây, cái kích như nào này. Anh chị nhìn. Đây, kích đây. Anh chị nhìn đấy ạ. Kích đây. Kích xe đấy ạ. Đó. Ok, còn lốp sơ cua đây. Đây lốp sơ cua. Lốp sơ cua thì nó cũng rất đơn giản thôi. Thì chúng ta lấy cái bộ tay quay để lấy cái kích cái lốp sơ cua ở dưới này, thấp xuống. Đó, đây chính là lốp sơ cua. Quay cái tay kích vào đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang phần tổng kết. Vừa rồi đó chính là cái hướng dẫn sử dụng các chi tiết tính năng cơ bản nhất trên chiếc xe Toyota Rush model mới nhất nâng cấp năm 2021. Nếu anh chị mà còn chưa hiểu điều gì, hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe của chúng tôi có cơ hội được chia sẻ và phục vụ cùng quý khách hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video hướng dẫn sử dụng xe nào. Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý anh chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye!